Xin chào các bạn. Chiều ngày 7 tháng 8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã giải tán Đảng Tiến bước MFP, đảng đối lập lớn nhất tại Hạ viện Thái Lan. Trong phán quyết được đưa ra bởi 9 thẩm phán, Tòa án Hiến pháp cho rằng, thông qua nhiều hoạt động chính trị, Đảng Tiến bước MFP đã đe dọa đến chế độ quân chủ lập hiến và an ninh quốc gia bằng cách liên tục vận động để sửa đổi Điều 112 của Bộ Luật Hình sự, hay còn gọi là Luật Khi quân. Theo tòa án, những nỗ lực như vậy cho thấy ý định lợi dụng thể chế chính trị để đạt được lợi ích chính trị, gây tổn hại niềm tin của người dân vào thể chế và gây ảnh hưởng an ninh quốc gia. Ngoài việc giải tán đảng, tòa còn cấm 11 thành viên giữ các vị trí trong ban lãnh đạo Đảng Tiến bước trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 3 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, tranh cử, thành lập một đảng chính trị mới, không được tham gia các chính đảng mới hoặc tham gia thành lập một đảng mới trong vòng 10 năm. Trong số các lãnh đạo Đảng Tiến bước nhận lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức này có cố vấn của đảng Pita Limjaroenrat và chủ tịch Chatrawat Dulathon. Trong khi đó, 142 nghị sĩ còn lại của Đảng Tiến bước có 60 ngày để tham gia một đảng khác hoặc sẽ bị mất ghế hạ nghị sĩ. Được biết, trong cuộc bầu cử của Thái Lan hồi tháng 5 năm ngoái, Đảng Tiến bước đã giành chiến thắng vang dội với việc giành được 151 ghế, tương đương 30% trong hạ viện. Tỷ phú Pita Limjaroenrat, 43 tuổi, chủ tịch Đảng Tiến bước trong cuộc vận động bầu cử cam kết cải cách sâu sắc cách thức điều hành quốc gia Đông Nam Á với hơn 70 triệu dân. Giới quan sát khi đó cho rằng thắng lợi của Đảng Tiến bước sẽ đem lại một chiều hướng mới cho Thái Lan sau cuộc cạnh tranh quyền lực suốt nhiều năm qua giữa dòng họ Sinawatra và các đảng do quân đội hậu thuẫn. MFP tuyên bố sẽ cải cách luật về tội khi quân với hình phạt lên đến 15 năm tù giam, nên dự kiến sẽ có những va chạm với phe quân đội Bảo Hoàng. Thậm chí, Đảng Tiến bước là đảng duy nhất cam kết cải cách luật liên quan tội khi quân. Nhà lãnh đạo 43 tuổi của Đảng Tiến bước cho biết, đây là tiếng nói của hy vọng và tiếng nói của sự thay đổi. Tuy nhiên, dù đa số ghế lớn trong quốc hội, nhưng cuối cùng, ông Pita Limjaroenrat đã thất bại trong việc đảm bảo đủ số phiếu bầu tại quốc hội để trở thành thủ tướng. Trong vòng bỏ phiếu thứ nhất, ông Pita Limjaroenrat nhận được 324 phiếu bầu, chưa đạt 376 phiếu bầu cần thiết để trở thành thủ tướng Thái Lan. Thậm chí, đến vòng bỏ phiếu thứ hai, trong số 715 thành viên quốc hội có mặt diễn ra ngày 9 tháng 7, đã có tới 395 đại biểu bỏ phiếu để chặn đề cử ông Pita Limjaroenrat, 312 người bỏ phiếu ủng hộ, 8 người bỏ phiếu trắng và 1 người là ông Pita Limjaroenrat không bỏ phiếu. Sau đó, Tòa án Hiến pháp Thái Lan khởi tố vụ kiện với nguyên đơn là Ủy ban Bầu cử Thái Lan, ECT. ECT cho rằng các cá nhân và ban lãnh đạo Đảng Tiến bước đã vi phạm luật chính đảng, trong đó có những hành vi nhằm lật đổ chế độ quân chủ lập hiến do nhà vua là nguyên thủ. Tòa án Hiến pháp Thái Lan cũng cho rằng Đảng Tiến bước đã có hành vi đề nghị sửa đổi Điều 112 trong cương lĩnh tranh cử, kêu gọi giảm vai trò trong thể chế chính trị hoàng gia Thái Lan, cũng như làm phá hoại vai trò của hoàng gia và hội đủ những điều kiện trở thành một bên chống đối với chế độ quân chủ lập hiến. Kết quả, ông Pita Limjaroenrat bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan tạm thời đình chỉ tư cách nghị sĩ sau khi Ủy ban bầu cử nước này đệ đơn khiếu nại và cáo buộc hàng loạt tội trạng. Đến tháng 9 cùng năm, ông Pita Limjaroenrat đã phải từ chức chủ tịch Đảng Tiến bước, và cho đến nay, sau gần một năm, Đảng Tiến bước đã bị giải thể. Do phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thái Lan có hiệu lực ngay sau khi ra phán quyết, toàn bộ nghị sĩ của Đảng Tiến bước trong chiều 7 tháng 8 khi đang dự phiên họp tại Hạ viện Thái Lan đã rời khỏi vị trí và cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm con đường chính trị theo những quy định mà pháp luật Thái Lan cho phép. Các chuyên gia cho rằng việc giải tán đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2023 là bước lùi mới nhất đối với các đảng phái chính trị lớn của Thái Lan, khi cuộc chiến tranh giành quyền lực kéo dài suốt hai thập kỷ qua chưa thể chấm dứt. Quyết định này được đưa ra vào thời điểm quan trọng đối với chính trị Thái Lan, khi những vết nứt xuất hiện trong thỏa thuận đình chiến giữa phe Bảo Hoàng và đối thủ lâu năm là đảng dân túy Phêu Thai của gia tộc Sinawatra. Tất cả chưa dừng lại tại đó, không chỉ ra phán quyết giải tán Đảng Tiến bước, Tòa án Hiến pháp Thái Lan cũng sẽ ra phán quyết về vụ kiện do 40 cựu thượng nghị sĩ đệ trình đòi bãi nhiệm Thủ tướng Srettha Thavisin vi hiến do bổ nhiệm ông Pichit Chuenban làm tránh văn phòng Thủ tướng, bất chấp ông này từng ngồi tù. Do ông Pichit đã từ chức trước khi tòa thụ lý đơn kiện, nên phán quyết lần này tập trung vào ông Srettha. Vụ án này đe dọa sẽ làm gia tăng bất ổn chính trị và gây xáo trộn thị trường tài chính của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, với viễn cảnh rối loạn chính trị nếu ông Srettha bị cách chức. Ông Srettha là bạn tâm giao của tỷ phú và cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, người sống lưu vong nhiều năm qua
và đã trở về Thái Lan khi đảng Pheo Thai trở lại nắm quyền. Ông Srettha Thavisin, 61 tuổi, được bầu làm thủ tướng Thái Lan vào tháng 8 năm ngoái sau khi đảng tiến bước thất bại trong việc lập liên minh, đưa ông Pita Limjaroenrat lên làm thủ tướng. Thay vào đó, các đảng khác, gồm đảng Pheo Thai và 10 đảng khác, trong đó có một số đảng thân quân đội, lập liên minh đã thành công đưa ông Thavisin lên làm thủ tướng thứ 30 của Thái Lan. Liên minh 11 đảng này kiểm soát tới 314 ghế tại Hạ viện Thái Lan và ông chủ bất động sản Srettha Thavisin, 60 tuổi, của Pheo Thai đã dễ dàng đắc cử. Khi ra mắt chính giới ở Thái Lan, ông Srettha từng nói rằng chính sự tuyệt vọng của đất nước đã khiến ông bước vào chính trường. Ông Srettha hứa sẽ kích thích nền kinh tế, mang lại công bằng xã hội và quản trị tốt. Trả lời hãng tin Bloomberg, ông cho biết nếu được chọn làm thủ tướng, trong 100 ngày đầu nắm quyền, ông sẽ giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt tăng, bỏ quyết định nghĩa vụ quân sự bắt buộc, đảm bảo quyền bình đẳng hôn nhân cho các cặp đồng giới và soạn một hiến pháp mới đại diện cho ý nguyện của người dân. Ông cũng từng nói rằng mình sẽ từ chối chức thủ tướng nếu đảng Pheo Thai phải liên minh với các đảng thân quân đội. Tuy nhiên, khi đảng Pheo Thai thực sự liên minh với các đảng thân quân đội và ông là ứng cử viên duy nhất cho vị trí thủ tướng, ông Srettha nói với các phóng viên rằng bế tắc chính trị 3 tháng qua ở Thái Lan buộc ông phải quên đi những gì đã nói. Ông cũng cho biết rất buồn vì công chúng chỉ trích quyết định chiến lược của Pheo Thai. Chúng ta phải thực tế, nhiều người chờ chính phủ được thành lập và các chính sách của đảng được thực thi. Không thể thực thi chính sách nếu không có chính phủ do Pheo Thai lãnh đạo, ông cho biết. Nhưng đến nay, sau tròn một năm nắm quyền, những mâu thuẫn, rạn nứt trong nội bộ chính trị liên minh cùng tình hình kinh tế không mấy khả quan đã đẩy các bên đến căng thẳng mới. Với vụ án treo lơ lửng trên đầu Thủ tướng Srettha có thể bị bãi nhiệm vào ngày 14 tháng 8, sau khi các thượng nghị sĩ bảo thủ cáo buộc ông vi phạm hiến pháp khi bổ nhiệm một cựu luật sư từng bị kết án tù. Các nghị sĩ cho rằng luật sư này không đáp ứng các tiêu chuẩn về đạo đức để được bổ nhiệm vào chính phủ. Vụ án này là một trong nhiều yếu tố đang làm gia tăng tính bất định trên chính trường Thái Lan, tác động mạnh đến thị trường tài chính của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á. Nếu Thủ tướng Srettha bị bãi nhiệm, một chính phủ mới sẽ được thành lập và đảng Pheo Thai cần giới thiệu ứng cử viên thủ tướng mới để quốc hội xem xét. Cuộc bỏ phiếu như vậy có thể đẩy Pheo Thai vào thế đối đầu với các đối tác liên minh hoặc phải chấp nhận nhượng bộ để đổi lấy phiếu của quốc hội. Cả hai đều có thể dẫn đến xáo trộn lớn trong liên minh cầm quyền và phải sắp xếp lại nội các và chính sách Thái Lan. Không những vậy, hai vụ kiện kể trên chưa phải là hết. Chỉ trong vòng 2 tháng vừa qua, Tòa án Hiến pháp Thái Lan còn đã ra phán quyết về tiến trình bầu chọn thượng viện mới gồm 200 thành viên có hợp pháp hay không. Theo đài Al Jazeera, cuộc bầu cử này vẫn đang diễn ra và nếu nó bị hoãn hoặc hủy, nhiệm kỳ của thượng viện khóa cũ sẽ tạm thời được gia hạn. Nhiệm kỳ 5 năm của 250 thượng nghị sĩ do Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia bổ nhiệm đã kết thúc. Trong nhiều thập kỷ, chính trị Thái Lan được định hình bởi cuộc đối đầu giữa phe bảo hoàng được quân đội hậu thuẫn với các đảng dân túy như các đảng được ông Thạc Sìn ủng hộ và đảng Tiến bước. Từ góc độ chính trị, các vụ việc này có mối liên hệ và là một phần của cuộc tranh giành quyền lực đang diễn ra. Đáng chú ý, các vụ kiện lớn này đều được khởi xướng bởi những nhân vật thuộc khối quyền lực bảo thủ cũ. Trong số này, hai vụ kiện liên quan đến bầu cử thượng viện và đảng Tiến bước được khởi xướng bởi ông Thairayut Suwanakson. Ông Thairayut là người đồng sáng lập đảng Cải cách Nhân dân ủng hộ quân đội. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video này hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.